À vô. Coi chừng bị knock out như đít Không, cái này phải bật thôi. nữa. Cái này phải bật thôi. Cái này phải bật thôi. Bật nghe Thôi không, đừng không? vật. Nó nhỏ con á, đừng vật nó, tội nghiệp nó. Đánh strike thôi. Cho mày tập strike mà. Cố lên, hít thở đều vô. Canh chính xác vô làm đá hụt không à. Đẩy cờ gói lên làm bự quá mà. Thôi cuốn nó không cản cái lò bi gì đó. Chơi mà. Bụng mà. Đánh đi mấy phần nữa hiệp đấu thôi. Đâu vậy? Mấy 2 phút rưỡi à. Hít thở đều vô, đừng để mất sức. Tấn công đi. Tấn công đi. Đúng rồi. Đá phan vô cái chân nó mạnh vô. Đúng rồi, phan phan mấy cái luôn như thầy phan một cái. Mấy cái gì sát thầy không chuyên anh ơi. Nắm cái nắm đấm chặt vô coi chừng bị gãy cổ tay á. Không đánh lưng nha. Cho Đánh đi, mày bự hơn bật nó đi. mà. 3 phút rưỡi. Còn đến phút rưỡi lận. Phút rưỡi cho bật này giết luôn đi. Tiếp đi. Phút rưỡi cho bật nha. Giữ khoảng cách ra nó vật á. Rồi đấm nó, sát đấm luôn. Rồi đứng dậy, đứng dậy. Đủ. Đứng dậy. Rồi. Đứng dậy. Vật xong rồi đứng dậy. Sao? Đứng dậy, còn đánh được không? Còn 1 phút lận. Dậy, lẹ. Không câu giờ. Nhớ đâu có siết đâu mà không sao đâu. Đâu có sao đâu đúng không? Sao? Tiếp đi. Có sao không? Đâu có sao đâu. Môi chứ. Sao vậy? Bị đấm trúng hả? Nãy nó cúi xuống này nè. Tiếp đi, câu giờ quá, 1 phút nữa. Né ra ra. Bỏ chạy. Cuối giờ phải bỏ chạy. Rồi đứng dậy, đứng dậy. Không có xí. Đứng dậy. Đứng dậy. Quá thằng này không nhường Bầu nhịn ơi, núi vậy. 30 giây nữa. Cố lên. Cố giữ khoảng cách vô.
máu vào đúng không? Chứ đâu có gì hư gì răng luôn. Tiếp 30 giây nữa. Nóc ao đi đất đi. Chạy ra, chạy ra. Mình giờ không được thì mình chạy ra Khang. Chạy đâu giờ dính rồi. Rồi ngồi dậy. Ngồi dậy. No friend. Rồi dậy, tại mày mập. Thì mày bự hơn nó mà, dậy. 10 giây nữa. Dậy 10 combat thêm 10 giây nữa, nãy giờ tụi bay. Tụi bay phải có thêm phút bù giờ chứ tại đứng dậy. Bù vô bộ. Đứng dậy 10 giây nữa. Một combat nữa. Cái la vô là nằm mà. Thì giữ khoảng cách ra đám đá nó cho nó đau. Nó đâu có đau, nó trâu nhiều. Combat cuối. Vô đi. Đau. Dạ bị gì dạ, phản đam hả? Ừ. Vô, chúng vô vỏ. Thôi chắc nghỉ đi anh. Rồi, nghỉ.